khi Puka cùng hội bạn thân đồng nghiệp chụp ảnh chung nhưng mà nó lạ lắm. Bố, chuyện thúi quá à. Em bị lại được không? Trời ơi, nó kỳ ghê luôn á. Thì có thúi không chạy xíu đi trời. Em quá, chị đi đi còn đi về. Em cũng thúi quá chị. Cười cười nè. Ai mà chưa quá trời kìa. Trời ơi, chụp hình chứ đâu phải quay phim đâu mà nhắc dữ vậy. Ủa, bấm quay hay gì vậy? Quay. Chứ cha nãy giờ bấm quay. Ôi trời ơi. Cần cả thanh xuân để học nhảy cùng ST. Và cái kết. Mưa bối rối mỗi ngày, thế nào cũng sẽ cháy. Đã đến lúc cho em hay chẳng chiều được mưa rồi. Trên kia nữa lắm mưa. Yeah, hot, hay đúng không? Hay quá.